Vâng, Cao Hiền Audio xin được kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2022, Cao Hiền xin được trở lại với các bác với một video tiếp theo. Và xin được giới thiệu đến tất cả các bác với một thương hiệu rất là nổi tiếng, Sitta Audio, micro ST các bác nhé. Một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ và được sản xuất tại thị trường Đài Loan. Đấy, một trong những dòng micro rất là tốt. Và ngày hôm nay micro này nó sẽ như thế nào? Đấy, thì các bác cứ theo dõi kỹ cái video. Đấy, còn rất nhiều bác bảo là ô cái mic này rất giống với một cái mic thường thường mà chúng ta dùng. Được rồi, các bác cứ theo dõi video để Cao Hiền phân tích cho các bác nghe nhé. Đấy, xem bộ mic này. Đấy, có gì nó khác với những cái dòng micro bình thường mà các bác đang sử dụng ở ngoài thị trường hoặc là sử dụng ở gia đình mình hay không. Cao Hiền xin được chân thành cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà tất cả các bác đã luôn luôn dành những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để theo dõi những video mà Cao Hiền đã update ở trên kênh. Và mong rằng tất cả các bác là những người đang yêu quý Cao Hiền thì hãy dành 3 giây đăng ký kênh, like video cũng như là bật những chuông thông báo. Và các bác ấn tất cả để theo dõi những video mới nhất của Cao Hiền. Vâng, và bây giờ thì em Hiền sẽ giới thiệu chi tiết về dòng micro ST. ST các bác nhé, nó là một trong những ký hiệu tự viết tắt của Sitta Audio. Và Sitta Audio thì hiện nay một thương hiệu rất là nổi tiếng, đã được nhượng quyền thương mại và sản xuất là 70-80% là ở thị trường Trung Quốc rồi. Đấy, nó được sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé, nhà máy ở Trung Quốc, và tầm khoảng 30% là được sản xuất tại Đài Loan. Đấy, hai cái thị trường rất là báu bở. Đấy, để cho tất cả các nước đàn anh, những nước lớn đặt nhà máy tại đó. Và như các bác cũng đã được biết thì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia được đánh giá là rất nhiều các nhà máy trên thế giới đặt ở đó. Cho nên là rất nhiều các dòng âm thanh, loa, đẩy, mic cũng như những thiết bị xử lý về tín hiệu, âm nhạc. Thì lý do tại sao mà các bác chúng ta biết được rằng là hàng chính hãng mà lại ghi là Made in China. Đấy, các bác nên nhớ là Made in tức là xuất xứ các bác nha. Xuất xứ ở đâu? Xuất xứ là từ Trung Quốc mà ra. Đó, bởi vì nó sản xuất ở đất nước Trung Quốc mà. Đấy, còn ví dụ như mà Made in Việt Nam tức là sản xuất là tại đất nước Việt Nam. Đó, còn hàng ở nước nào thì chúng ta lúc đấy cũng đã biết rồi. Và ST tức là Sitta Audio là một trong những cái thương hiệu cũng quá là nổi tiếng đối với đẩy, loa cũng như là rất nhiều những thiết bị khác. Đấy, nếu mà đồ của ST thì nó tốt lắm các bác nhé, rất là tốt. Đấy, và ST có mã là UK960 đây. Đấy, xét về cơ bản thì tất cả những cái đầu này nó cũng còn rất là sạch, rất là đẹp. Đấy, tương đối là ok. Đấy, và các bác chúng ta hãy nhìn cho thật kỹ đi để chúng ta biết được rằng là con đầu ST này nó rất giống với lại cái đầu của micro TIT, tức là micro tít mà các bác chúng ta đã mua của Cao Hiền, cũng là mua của rất nhiều anh em trong khoảng thời gian qua. Và cái bố cục của micro này nó rất giống với lại cái mặt của micro BBS các bác nhá, rất giống luôn. Đấy, bởi vì cái bề mặt của nó là có một cái màu xanh xám. Đấy, đặc trưng giống như BBS, bởi vì BBS là bao giờ nó cũng là một cái màu xanh xám hoặc là màu xanh rêu. Và nó có hai chiếc áp rất là lớn, và chiếc áp này của nó là chiếc áp ẩn luôn. Chiếc áp ẩn luôn. Đấy, nó nằm nó hơi tụt vào trong. Và nó có một cái kính gọi là kính giảm tối. Đấy, kính của nó là kính 3D giảm tối. Thì khi mà các bác mà bỏ kính này ra thì nó rất là sáng. Đấy, và khi mà nó cái hệ thống ánh sáng của nó chiếu qua cái kính này, đấy, thì chúng ta nhìn rõ số thôi. Cách tầm 3 cho đến 5 mét thì các bác chỉ nhìn thấy ánh sáng, nó sẽ không bị chói mắt. Đấy, lý do tại sao là mỗi cái nó có một cái ưu việt riêng. Đấy, không phải là micro nào nó thiết kế cũng giống micro nào các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thật kỹ nha. Vào đây, tay của micro này thì em đã cho anh em thợ dọn dẹp là khá là tươm tất rồi. Đấy, khá là tươm tất. Và tay này của nó thì nó rất giống với lại cái dòng micro mà các bác chúng ta đang sử dụng ở bên ngoài thị trường. Đấy, nhưng mà chất lượng âm thanh của nó thì khá là hoàn hảo luôn các bác ạ. Khá hoàn hảo luôn. Lát nữa thì em sẽ cho các bác xem qua về cái tay. Và trước khi đến với cái tay thì em sẽ cho các bác xem về cái đầu thu trước đi. Đấy, và ở cuối video thì em sẽ có phần chi tiết báo giá cụ thể nhá. Rất nhiều các bác xem bảo ôi dồi ôi, tao xem mày nghe mày nói mãi mà không biết là cái giá là bao nhiêu tiền. Thì đương nhiên các bác chúng ta muốn mua hàng thì hãy xem kỹ video đi đã. Đấy, xem nó là cái gì, xem nó như thế nào. Đấy, và khi mà chúng ta biết được rằng bộ micro này có hợp với
chính bản thân chúng ta hay không, thì lúc đấy là các bác sẽ đi đến cái hồi chung kết là chúng ta sẽ quyết định xuống tiền để đặt bộ micro này, đúng không? Đấy, và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem một cái phần cực kỳ là nó khác biệt, là lý do tại sao nó khác rất nhiều những dòng micro mà các bác đang biết ở ngoài thị trường nhá. Và đây chính là cái ruột của micro ST. Đó, nó quá là đẳng cấp luôn các bác ạ. Tất cả bên mạch của nó này, các bác nhìn đường chỉ này, đường dẫn này, mạch này, từ đầu cho đến cuối là những cái đường chỉ của nó là chạy. Đấy, phủ một lớp nano là chúng ta có thể quan sát được cả cái đường chỉ của mạch luôn. Và ở đây nó kết hợp giữa con 4558 cũng như con IC tổng để xử lý toàn bộ cái dữ liệu tín hiệu. Đấy, được kết hợp giữa tụ nhôm. Đấy, đây các bác nhìn đây. Wow, nhìn quá đã luôn. Và cái bên mạch này của nó thì các bác gần như là chưa bắt gặp bao giờ luôn á. Bên mạch của con ST này á. Đấy, gần như là chưa được bắt gặp bao giờ luôn. Đấy, nó quá là chất, nó quá là đẳng cấp. Đấy. Nhiều bác vẫn nói rằng là Cao Hiền nói cái gì cũng hay, thế cái loại nào để được gọi là không hay? Thì đương nhiên anh em ta phân tích rằng là nó hay ở trong tầm tiền các bác ạ. Bởi vì nếu như các bác bỏ ra 10 triệu, 20 triệu hoặc là thậm chí một vài trăm triệu để các bác mua một bộ micro thì em Hiền lúc đấy là hết lời, không dám nói thêm một câu. Nhưng ở cái mức độ hơn 1 triệu thì các bác nên mua một bộ micro này, hay là các bác sẽ mua một bộ micro hàng chợ, hàng rẻ tiền để rồi về chúng ta lại sẽ so đo với những cái hàng xịn, hàng chính hãng, hàng bãi để cho các bác biết được rằng là cái nào nó sẽ có giá trị về tiền mặt hơn, cái nào nó sẽ có giá trị về mục đích sử dụng hơn, đúng không? Rồi, và bây giờ thì cho các bác xem nhé. Toàn bộ khu vực ở bên này, đây chính là hộp sóng của nó đây. Và con này của nó sóng cũng khá là ổn định để cho các bác đi làm những show vừa và nhỏ. Đấy, bởi vì dòng này của nó không phải là dòng siêu sóng. Đó, nó hợp với các bác lắp phòng karaoke, hát gia đình và các bác đi show vừa và nhỏ thôi. Đấy, cái nếu mà các bác đi show lớn thì đương nhiên các bác cũng sẽ không mua những bộ micro như thế này đâu. Đấy, toàn bộ khu vực bên này của nó là khu vực sóng mà nó chỉ sử dụng duy nhất một cái nhân ở giữa này thôi. Và xung quanh này của nó bình thường những dòng micro khác thì các bác nhìn thấy nó đóng một cái hộp nhôm. Đấy, hộp inox nó to như bao thuốc lá. Thì đây các bác nhìn cả khu vực này của nó này. Đây chính là cái khu vực để nó xử lý sóng bên phải và bên trái đây. Còn đây chính là cái khu vực xử lý tiếng, lý do tại sao đấy mà con này của nó thì hiện tại bây giờ nó rất ít hú rít luôn các bác nha. Cực kỳ ít hú rít. Và tí nữa em sẽ kiểm chứng cho các bác xem là nó hú rít hay không. Đấy, hú rít thì đương nhiên các bác chúng ta đang sử dụng cái thiết bị nó cao cấp, sử dụng máy tính chúng ta cắt những tần số thừa, những tần số dư thì đương nhiên là nó sẽ ít hú rít rồi. Và ngày hôm nay em sẽ chứng thực cho các bác và em sử dụng duy nhất một con vang cơ thôi. Một con vang cơ ở mức giá tầm triệu, hơn triệu, mức giá bình dân nhất có thể, để kiểm chứng cho anh em nghe xem là ở đây Cao Hiền có sử dụng thêm cái thiết bị gì không mà chất lượng âm thanh của nó lại ok đến vậy, và cái hệ thống hỗ trợ cho cái rú rít nó lại tốt đến vậy, đúng không? Đây các bác này, tất cả những cái con 4558 nó sẽ xếp hàng đây để nó xử lý tín hiệu, sau đó sẽ phân âm ra tất cả những con tụ nhôm này của nó nhá. Đấy, bình thường những con khác nó sẽ sử dụng những con trở vàng, đấy, con trở sứ màu vàng. Đấy, nhưng mà đây tất cả những con tụ nhôm này của nó là có chức năng là lọc tiếng. Đấy, lọc tiếng và đưa ra những tần số âm thanh tốt nhất. Đấy, cho nên là lý do tại sao mà con này của nó thì chất âm của nó rất là mịn màng, rất là êm ái, và đặc biệt này nó cũng rất là ít hú rít. Rồi, Cao Hiền cũng chỉ giới thiệu sơ qua về cái ruột cam thôi. Đằng sau thì nó có cái phần cảnh báo là ở đây để chúng ta lưu ý, và hai anten hai bên các bác nhá. Sử dụng điện 12V có adapter chạy nguồn 220. Và ở khu vực giữa thì nó sẽ có hai jack nông để cho các bác cắm vào bàn mixer, cắm vào vang số tùy ý. Đấy, còn nếu như các bác sử dụng gia đình thì các bác chỉ cần một con dây 6 ly. Các bác cắm vào vang, cắm vào bàn mixer hay cắm vào âm ly. Đấy, thì nó sẽ ra luôn cho các bác là có một cái đường mic out ở đây. Còn đường này của nó là đường phân âm. Các bác cẩn thận thì các bác có thể sử dụng hai chiếc dây để tách hai mic riêng biệt, chỉnh hai mic khác nhau hoàn toàn. Còn đây chính là hệ thống com để tránh tình trạng nó bị nát tiếng hoặc là nó bị vỡ tiếng các bác nhá. Hơn nữa thì các bác chỉ để cho em là ở cái hướng 12 giờ cho đến 3 giờ thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác về cái vấn đề là hú rít là tốt hơn. Đấy, cũng như là cái chất âm nó ra nó sẽ mượt hơn rất nhiều. Rồi, và bây giờ thì em sẽ quay lại cho các bác xem cái tay của nó đây. Đây các bác, mên mạch của nó là màu vàng y hệt như cái mên mạch ở trên bên này các bác nhá. Đấy, và trong quá trình sử dụng thì đương nhiên
ở bên nước ngoài người ta sẽ sử dụng ở trong phòng hát đấy, là người ta sẽ không phải mua pin nhiều lần, thì nhân viên hoặc là chủ quán người ta sẽ chuẩn bị những cái viên pin sạc. Đấy, những viên pin sạc này của nó sẽ có một cái dung lượng nó tốt hơn, thì bao giờ cái thân pin của nó cũng phải to hơn các bác ạ. Đây cho các bác xem này, thân pin của nó sẽ to hơn, và khi đút ra đút vào nó thật các bác là lấy ra lấy vào nó rất là khó, cho nên là bắt buộc người ta phải bẻ cái kẹp này của nó đi đó. Cho nên là cái này của nó em cũng phải giới thiệu để cho các bác biết. Còn đây em lắp một cái đôi pin sạc của nó vào nhá. Đấy, đây cho các bác xem này, em lắc em ngoáy tít một lói không bao giờ có thể rơi ra được. Đấy, chính vì thế cho nên là rất nhiều những cái mic mà người ta thu ở phòng hát á, đấy, ở bên nước ngoài thì thường thường đấy, là đa phần là những cái lấy pin này của nó là người ta phải bẻ. Bởi vì về các bác sử dụng á, thì đương nhiên các bác có điều kiện thì cũng phải nên mua một bộ pin khoảng 200, 300 thôi, và các bác có thể là sử dụng được 1 năm, 2 năm không có vấn đề gì cả. Đấy, rất là rẻ, kinh tế mà chúng ta không phải mất thời gian đi chuẩn bị pin, đúng không? Đấy, cứ sạc đầy vào là hát trong vòng một ngày không bao giờ hết được, đúng không? Đấy, cho nên là cái điểm này của nó thật ra rất nhiều bác bảo là ồ, đá là hàng bãi thì những cái việc này của nó là quá là bình thường. Nhưng rất nhiều bác khó tính thì em cũng phải nói qua để cho các bác biết rằng Cao Hiền giới thiệu rất là cặn kẽ, rất là chi tiết. Còn đây, các bác nhìn cho kỹ nhá. Tay chân thì em đã bảo anh em thợ là dọn dẹp là đẹp hết rồi. Từ lưới dọ đây các bác này. Đấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp, tay chân đẹp. Đấy. Đương nhiên cái việc mà sử dụng một cái bộ micro nó giá trị tiền nó chỉ có hơn 1 triệu thôi, nhưng nó cũng phải sạch, nó cũng phải đẹp để cho tất cả anh em chúng ta cầm lên, đưa lên trên miệng nó cảm giác nó không bị bẩn cái miệng các bác nhá. Không bị bẩn cái miệng, đúng không? Đấy, và xét về tổng quan thì các bác nhìn cho thật kỹ đây. Đấy, ở bên phía dưới này của nó có một cái cao su nhá. Đấy, thì cái nào mà nó còn cái cao su này thì em sẽ không lắp bằng cái chống sốc vào. Còn nếu như một cái nào của nó là bị rút ra rút vào, nó tuột cái cao su ra, thì em sẽ lắp cái chống sốc bịt vào đít này để cho các bác chúng ta sử dụng. Và trong quá trình test đồ đấy, thì anh em thợ sẽ có trách nhiệm để lo cái việc đó. Và khi test xong đấy, sẽ gói vào trong bao, tất cả các bác chúng ta chốt đơn là đi thôi. Cho nên là các bác vui lòng giúp em Hiền một cái việc là chúng ta sẽ không chọn cái nào có cao su này và cái nào không có cái cao su này. Không có cao su này thì em sẽ lắp chống sốc vào cho các bác. Còn nếu mà có cao su này thì em sẽ không lắp chống sốc cho các bác nữa. Đó, được cái này sẽ mất cái kia. Đấy, đúng không? Rồi, và bây giờ thì cái phần quan trọng nhất của cái bộ micro này thì cho các bác xem qua về cái mặt của nó nữa. FT, tức là Sigta Audio, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Đấy, và đây là sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ của Mỹ thôi các bác. Còn các bác bảo là đây là mic của Mỹ, em khẳng định luôn các bác là nó không hẳn là mic của Mỹ đâu. Đấy, mà sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ của nó là nhượng quyền thương mại lại. Và hiện tại bây giờ nó đang sản xuất và tất cả đẩy cả loa, cả mic cũng như là tất cả những thiết bị vi vang số hay là cái gì liên quan thì nó đều được sản xuất ở thị trường cũng như là đất nước Trung Quốc hết các bác nha. Em nói là nó phải rõ ràng, đúng không? Đây, ST này, UK960. Và ở đây nó có một cái nút nguồn rất là đẹp các bác, là khi nào các bác tắt đi, đấy, nút đèn này của nó vẫn sáng các bác nhá. Nó báo hiệu là con này của nó là hiện tại bây giờ vẫn sáng này. Đây chính là cái đèn ngâm các bác ạ. Và khi nào các bác giữ cho em 3 giây, đó, giữ giúp em Hiền 3 giây thì con mic này của nó sẽ tự động nó lên. Đấy, rất là dễ thôi. Đấy, còn giữ 3 giây thì nó sẽ tự tắt. Đây, cho các bác xem cái phần hiển thị của nó đây. Hiện tại bây giờ cái đầu này của nó em mới lau sơ qua nhá. Đấy, chưa lau sạch cho nên là nó vẫn còn hơi bụi. Rồi, và ở đây thì nó có hiển thị cả 3 số và cả 6 số đầy đủ không thiếu gì. Đây chính là sóng RF, đây chính là sóng AF. RF là báo sóng, còn AF là báo decibel của mic khi chúng ta phát âm ra. Rồi, bây giờ em sẽ test tiếng để cho tất cả các bác chúng ta nghe qua cái chất âm của bộ micro này nó sẽ như thế nào nhá. Alo, 1, 2, 2. Rồi, em sẽ tiếp tục tăng cái âm lượng của cái con micro này lên. Đấy, chính xác là hiện tại bây giờ em chỉ sử dụng duy nhất một con vang cơ rất là bình thân dân thôi, không có một cái gì cả. Đấy, và bây giờ thì em sẽ kiểm chứng cho anh em nghe này. Lý do tại sao em sử dụng một con loa máng lọn cực kỳ là lớn, cực kỳ lớn, mà em để mic ở đây là không bao giờ có chuyện hú rít. Đây, rất nhiều các bác bảo là em Hiền mở âm thanh nó hơi bé thì ai có tai nghe xịn, các bác đeo vào để cảm nhận cái âm thanh cũng như là cái độ chi tiết của nó. Alo, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2. Tiếp tục tăng thêm tí nữa các bác nhá. Em nghe tầm này vẫn chưa đã. Đấy, vang tăng lên gần như là hướng 3 giờ luôn.
Alo, 6 7 7 7 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 5 6 7 7 7. Alo, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2. Tiếng rất là sướng luôn anh em ạ. Đây, màn hình của nó mà hiển thị màu vàng cam này. Đó, màu vàng cam này. Ở trên đầu thu thì nó hiển thị màu xanh lá. Đây các bác nha. Đây, cho các bác xem này. Đấy. Rất nhiều bác bảo là ai là người sao có thể cầm một cái mic mà đứng trước loa mà để như thế này. Đấy, đương nhiên là cái việc là còn do cái kỹ năng chúng ta sử dụng nữa. Chúng ta không biết chỉnh. Đấy, thì các bác có thể là kết bạn Zalo và liên hệ với Cao Hiền qua video. Cao Hiền sẽ hỗ trợ chính dàn âm thanh của các bác. Đúng không? Và lúc này thì em sẽ báo giá luôn nhé. Em báo giá luôn để cho tất cả các bác chúng ta là những người mà ai đang xem video của Cao Hiền thì nhanh tay chốt này thì mới có phần nhá. Duy nhất chỉ có 12 bộ này thôi, và 12 bộ này em tháo phòng karaoke. Đấy, ở bên nước ngoài. Thì đương nhiên là 12 phòng chỉ có 12 bộ mic, và 12 bộ mic này thì em sẽ chốt rất là nhanh. Cho nên các bác chúng ta xem video rồi mà nếu mà cảm thấy ưng cái bụng thì các bác phải nhấc điện thoại lên và gọi ngay. Cũng như là các bác có thể là kết bạn qua Zalo, nhắn tin địa chỉ hoặc là trao đổi cụ thể với Cao Hiền qua địa chỉ. Với mức giá là 1.600.000 đồng thôi. 1.600.000 đồng thôi em tặng cho anh em. Thứ nhất là dây line, thứ hai là chống lăn. Cái nào không có cái cao su có cả chống sốc nhá. Đấy, và đầy đủ phụ kiện em bao ship về tận nhà cho các bác. Đúng như hàng mà em đang quay video, em đang giới thiệu ở trên kênh này. Thì các bác nhận hàng, các bác thanh toán tiền. Đấy, không anh em nào cần phải cọc kèo một xu một chinh nào cả. Đương nhiên cái việc mà em Hiền bán hàng không cần cọc thì các bác cũng phải thương em Hiền một chút, là chúng ta xem thật kỹ. Đấy, cảm thấy ưng cái bụng rồi thì hãng đặt hàng, tránh tình trạng bom hàng, gọi điện không nghe máy. Rất là khổ em, bởi vì bán một bộ micro không lãi được bao nhiêu tiền, nhưng hàng đi hàng về không may nó bị tổn hại, nó bị hỏng. Đấy, cũng như là tiền cước đi đi về về mới 100.000 thôi. Đấy, rất là tội cho em đúng không. 1.600.000 đồng, tất cả các bác chúng ta hãy nhấc máy gọi để đặt bộ micro này nhá. Ok, một lần nữa rất mong tất cả các bác là những người đang xem video thì hãy dừng tay trong 3 giây, hãy tặng em Hiền một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ em Hiền, và khi đăng ký kênh rồi thì nó hiển thị một cái phần chuông ở bên cạnh, thì các bác ấn chuông thông báo và các bác ấn vào tất cả, như thế là quá ok rồi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bác.